Xin chào tất cả các bạn. Như Vũ đã hứa thì cái video này thì Vũ sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và những anh em đang theo dõi trên cái kênh Thiên Phủ Audio so sánh giữa hai dòng column, đó chính là L1 Pro 8 và EV30M. Thì đây có thể là một phân khúc tương hàng với nhau vì Pro 8 đã ra trước và Pro 8 được bán rất là rộng rãi, thì Thiên Phủ cũng bán rất là lâu, thì tất cả các bạn theo dõi kênh đó chúng ta cũng đều biết và đều theo dõi. Gần đây thì Vũ có review cho các bạn xem về cái Elite Voice 30M này. Tại sao Vũ lại review? Thì vì đối với Vũ nó rất ok. Và mình sẽ so sánh giữa con sự khác biệt và những cái khác nhau giữa cái con này với cái Elite Voice. Và những nó khác nhau về cái gì và chất lượng âm thanh nó như thế nào. Thì mời các bạn cùng xem cái video này của Vũ. Trước mặt các bạn thấy á, đây chính là Pro 1 và 8, đây là hai cái column Electro Voice 30M và 18. Thì mình sẽ nói phân tích về cái Pro 8 trước. Thì với cái cách đánh của nhà hãng thiết kế ra cho Pro 8 như mình đã review rất là nhiều, đó chính là góc chữ C dành cho Pro 8. Và đối với Electro Voice 30M thì họ sử dụng góc chữ C. Và tại sao các bạn? Và cái góc này nó rất là quan trọng. Ví dụ như là Pro 8, khi mà Pro 8 có góc cong như thế này thì sẽ giúp cho ví dụ những cái loa này mình đặt ở trên sân khấu ở xa thì những người ngồi thấp hơn cái loa một tí xíu vẫn nghe được đầy đủ giải, và những người có thể ngồi cao hơn một tí xíu với chiếc loa nó cũng vẫn nghe được đầy đủ giải. Đó là cái góc phụ nó rất quan trọng. Và con này thì Electro Voice thì nó chỉ là chữ G thôi, là đánh hướng đứng và đánh hướng thấp hơn, không có đánh hướng cao hơn. Đấy, đó là sự khác biệt của hai con này. Và một cái nữa đó chính là góc phụ của cả cụm column array. Thì hiện tại là với Bose L1 Pro 8 thì cái cụm column array của nó góc phụ là 40 độ và 180 độ góc ngang các bạn. Góc ngang là góc này nha các bạn, thì hầu như là 180 độ là đâu còn gì để ngang nữa các bạn. Nó maximum rồi. Và cái con Electro Voice 30M thì góc phụ của nó là 120 độ. Đương nhiên là nó sẽ như vậy. Và nó không được maximum như Pro 8 như thế này đâu. Các bạn có thể hình dung cho các bạn. Nó như vậy. Thì cái góc phụ này nó có quan trọng không các bạn? Thật ra quan trọng với những người ở gần hoặc là những cái góc tùy. Ví dụ nếu chúng ta xài gia đình thì khoảng cách chúng ta khoảng 2m, 3m, và chúng ta ngồi phạm vi đâu đó khoảng 3-4m, 5m thì 120 độ thì vẫn phủ được các bạn đầy đủ. Nhưng mà chúng ta ngồi đứng bên hông như thế này nè thì Pro 8 nó sẽ đầy đủ giải hơn cho chúng ta, nhưng mà đứng ở vị trí này thì sẽ không đủ giải. Nhưng Vũ đứng lên thêm một bước nữa thì hai con đều đầy đủ giải với nhau, chỉ khác nhau ở chỗ đó, đó là góc phụ. Và mình sẽ chia sẻ các bạn về cái góc mà cái sự tối ưu của Bo. Một cái hay là mình review mình phải công bằng các bạn theo quan điểm chứ, là cái Bo á, thật ra một cái driver, nếu mà nói về theo tính driver góc phụ của một driver thì góc phụ của một driver của Bo nó chỉ đâu đó được 90 độ thôi. Và 90 độ này và thiết kế sắp xếp của Bo là họ sắp xếp xéo với nhau chữ ít đấy. Nên 90 độ này giao với 90 độ này tạo ra là góc phủ 180 độ. Như vậy tổng thể là một góc, một bên của Bose L1 Pro 8 nó chỉ khoảng 4 driver. Này, 4 driver đấy cho một bên, từ chính giữa 12 giờ một bên. Đó. Và đối với Electro Voice 30M thì con này là góc phủ họ không có uốn và họ chỉ để thẳng thôi. Một hàng 6 driver, bên đây là 8 driver và đây là 6 driver. Với driver của Electro Voice thì nó sẽ to hơn driver của Bose L1 Pro 8. Nếu mà nói về driver, Vũ đang nói về vấn đề driver đúng không? Thì con này chỉ là một driver nhưng mà góc phủ của nó là đạt được là 120. Thì nếu mà so sánh về mặt driver thì góc phủ driver của Electro Voice 30M sẽ nhiều hơn so với L1 Pro 8. Nhưng nếu mà tổng thể cả cụm column array thì góc phủ của Pro 8 sẽ nhỉnh hơn Electro Voice 30M. Đấy, mình đi từ cái củ loa cho đến cả cụm luôn các bạn. Và các bạn có thể hình dung được chưa? Rồi, ok. Và một cái nữa là cái driver, mà cái củ loa bên trong của Electro Voice, tại sao Vũ lại nói nó mid nó dày hơn, driver nó to hơn các bạn? Và nó giúp cho cái mid low của mình rất là tốt, rất là đầy đặn, cộng với phần bass nữa. Thì phần bass tại sao? Thì giờ các bạn mời các bạn đi xuống với Vũ về phần bass. Đấy. Trước mặt của các bạn đây là hai phần bass, bass của Bo là L1 Pro 8 và bass của Electro Voice 30M. Thì về phần bass của Bo thì của nó là tương tầm với lại 3 tấc mốt các bạn. Đó, tại vì cái 3 tấc hơn một tí xíu. Và nó sử dụng là màng cao su. Và ngược lại
Electrovoid 30A thì phần bass của nó chỉ có 2.5 tấc thôi. Thông số hãng đưa ra là 10 in. Và cái màng của nó sử dụng là màng gà vải. Đấy, khác nhau. Rồi, tại sao các bạn? Thì cái ưu điểm của màng cao su các bạn là cái phần màng cao su này sẽ giúp cái dao động của phần âm giải tầng thấp các bạn rất là sâu, giúp cho cái phần bass nó đánh rất là mềm mại các bạn và rất là lực. Nên cái phần bass, nếu mà nói về phần bass của Bowler 1 Pro 8 nó sẽ hơn hẳn so với là phần bass của Electrovoid 30M đó. Nhưng nếu nói về hát thì phần trợ hát của phần màn vải này nó sẽ tốt hơn so với phần bass của cao su. Nhưng ngược lại, nhược điểm của cái phần bass của Electrovoid 30M thì chúng ta sẽ không thể nào nghe được âm bass lực mà sâu, mà có độ mềm mại mà dài giống như Bowler được. Và hoàn toàn là không thể. Đấy. Và chúng ta chỉ nghe được phần bass mềm mại mà nó gọn gàng thôi. Còn Bowler thì nó sẽ len lỏi. Thì cái việc này nó sẽ tối ưu cho cái việc là ở ngoài trời hoặc ở trong nhà. Nếu chúng ta ở trong nhà thì Electrovoid nó đánh cũng rất là ngon lành, mềm mại, sâu. Nhưng nếu đem ra ngoài trời thì Bowler 1 Pro 8 nó sẽ nhỉnh hơn về phần bass, lực hơn. River cũng to hơn, sử dụng màng cao su. Và con này thì driver nhỏ hơn, sử dụng màng phân vải nữa. Nên về phần bass mà đánh ngoài trời thì con này sẽ không được mạnh, không được xa, không được mềm mà dài đuôi giống như là con Bowler này được. Đấy là cái đánh giá cực kỳ là khách quan cho tất cả các bạn mà đang sử dụng sản phẩm luôn. Đó, thì thật ra mỗi con sẽ ưu điểm và mỗi con cũng sẽ có nhược điểm. Và khách hàng cũng sẽ có những khách hàng muốn có nhu cầu này, gu này, và những khách hàng muốn nhu cầu này và gu này. Nó rất là khác nhau. Vũ chỉ là một người đưa ra những cái đánh giá khách quan nhất và không đi thiên về hãng nào, để cho các bạn nắm được rất là nhiều về thông tin sản phẩm và chính xác về sản phẩm. Đấy. Rồi, ok, đó là về phần bass các bạn ha. Thì hai cái driver mình đã chia sẻ rồi đó. Rồi, mình nói về cái phần vỏ ngoài đây. Thì nó sẽ có phần nhựa và bên đây là nhôm. Đây mình gõ tiếng các bạn. Nhựa. Đấy. Hai cái tiếng nó khác biệt đúng không các bạn? Rồi. Và nhìn về tổng quan đi thì cái phần độ cao của hai con này, các bạn thấy Bowler 1 Pro 8 nó cao hơn so với con này, nhưng mà nó có hình hộp chữ nhật hơn, nó hơi bầu. Nhưng mà đối với Electrovoid 30M thì nó sẽ vuông cạnh, và cái vỏ của nó sử dụng là vỏ MDF 15mm, rất là dày các bạn. Và phần vỏ của Bowler là vỏ nhựa. Nên nhìn về mắt thì Bowler 1 Pro 8 nhẹ hơn, nhưng mà nhìn tổng thể sách lên thì hai con đều như nhau các bạn, tương tự như nhau. Và về phần đầm các bạn, bạn có thấy đâu không? Tức là mình khi mà mình lắc, cái độ lực của mình là cái vô thì đương nhiên nó nhựa rồi, nên cái phần giữ trọng lượng nó sẽ không bằng, thì nó sẽ hơi lung rắc tí xíu. Và cái phần hẹp của nó, nên khi mà mình lắc cái chiều này thì đương nhiên là vô nó sẽ hơi cong chồng chền. Còn con này về phần vỏ nhựa nữa, nó có một và vuông nữa, nên nó có một phần đầm, nên rất là khó lắc hoặc đụng, chúng ta đi ngang vào nó cũng rất an toàn. Nhưng mà con này thì chúng ta không, nó sẽ lung rắc rất là nhiều. Còn con này nó sẽ đỡ hơn vì nó là chất liệu, nó là nhôm nữa, nên mình không nói. Và cái độ sâu của cái con này á cũng sâu hơn. Đấy, đấy mình nói bạn về phần vỏ. Và về các bạn thấy không, thật ra lùng hơn cũng rất là gọn, chiều sâu con này với con này thì nó cũng tương tầm như nhau đó. Rồi, ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ tổng quan về cho các bạn về cái phần ngoại thất cũng như là cái góc đánh của hai con này, Bowler 1 Pro 8 và EV 30M. Bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề là cái ngõ kết nối và những tính năng bên trong của con này. Trước mặt các bạn đây á, chính là mặt sau của hai sản phẩm Bowler 1 Pro 8 và Electrovoid 30M. Thì nhìn mặt tiền các bạn thấy không? Nhìn nó sẽ khá là đầy đặn và nhìn bên đây sẽ khá là gọn gàng. Thì về mặt cơ bản, về những cái ngõ ăn chơi á, thì chắc chắn là Bowler 1 Pro 8 sẽ đang bị thua so với Electrovoid 30M rồi. EV 30 rồi. Tại vì sao? Thì các bạn, ở đây mình sẽ bỏ đi cái ngõ Bluetooth này nha các bạn. Mình bỏ đi. Thì tính ra những cái ngõ ăn chơi này thì cái ngõ được 5 ngõ input đầu vào, chúng ta có thể chơi nhạc cụ chống da này nọ, hay là hai mic, một guitar, một ca dông, ví dụ như vậy. Đó. Một cái ọt nữa vẫn được luôn nha các bạn. Và cái phần này bỏ nha. Mình không lấy phần này, tại vì phần này là phần của Bluetooth rồi, nên mình sẽ không được cộng vào. Đấy. Nên chỉ có được 5 ngõ thôi. Rồi. Về mặt của Bowler thì Bowler chúng ta cũng sẽ bỏ đi một ngõ Bluetooth của nó, và chúng ta chỉ có đúng hai ngõ thôi. Đấy. Rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Thì thấy là sự khác nhau về những cái ngõ kết nối là những cái sự tiện ích của một sản phẩm. Một cái nữa là nếu nói về trải nghiệm người dùng thì Bowler làm việc rất là tốt
cho việc đó. Vì họ đánh vào những sự đơn giản nhất của khách hàng. Họ rất là gọn gàng, rất là hay. Các bạn có thể control nó đây khá đầy đủ, một cái đơn giản, nút nó xoay vòng. Nhấn nó sẽ xoay vòng chỗ này, chúng ta chỉnh volume, chỉnh bass, chỉnh treble, chỉnh reverb cho cái bow này. Thao tác rất là đơn giản. Nhưng đối với đây có một phần là chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn. Với Electro Boy em chúng ta sẽ sử dụng, thật ra cũng đơn giản các bạn, nhấn một nút và tăng volume thôi. Thì cũng khá là đơn giản. Thì con này khá là chuyên sâu vì nó rất là nhiều thứ để chúng ta setup bên trong để tối ưu cái sự chuyên nghiệp của mình. Các bạn thấy chưa? À, đơn giản. Đấy, tại hôm bữa mình, các bạn có thể xem hai video trước của Vũ. Vũ có review về cái này cho các bạn xem trên đây rồi nè. Đó, các bạn có thể tham khảo thêm tại sao Vũ lại nói như vậy. Đó. Thì về mặt tổng quan á, thì cái các ngõ kết nối là điều giống nhau, nhưng mà Electro Boy nhiều hơn. Cái ngõ output thì đều có, nên Vũ không có nói review sâu về cái này. Nhưng mà nếu mà nói mà chi tiết mà sâu và đầy đặn hơn á, thì cái đặc biệt Electro Boy nó cho chúng ta thêm một ngõ hơn bow một cái điểm, là nó có ngõ mid out, là chúng ta làm effect rời, sử dụng cái mixer trên con này đặc biệt luôn, là rời luôn, rất là hay. Đó. Rồi một sự giống nhau nữa của hai con này, đó chính là có một cái system EQ sẵn dành cho những cái chế độ chơi. Off là chế độ flat, chế độ play, chế độ music và chế độ speak dành cho hội họp. Đó. Mà thường là Vũ sẽ rất thích là nghe live. Play thì chúng ta nhìn nó chất này sang giống như có một buổi biểu diễn trước mặt chúng ta, ưu tiên đẩy phần bass vào. Và chế độ speak sẽ ưu tiên cái voice và giọng nói của mình vào, thì nó sẽ tự động giảm đi cái nhạc nền như vậy đó. Và cái flat là không chỉnh gì cả. Đó. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi, ok. Rồi phần kết nối cũng vậy nữa, phần kết nối của Bluetooth của Bow thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà còn phần kết nối này chúng ta sẽ phải cực hơn, vì chúng ta phải làm vài thao tác cho cái con Electro Voice, nhưng mà nó cũng đơn giản chứ không khó. Và các bạn xem cái video trước các bạn sẽ thấy nó cũng đơn giản lắm. Đấy, về tổng quan. Đó. Rồi, ok. Thì đó, thì mình đã cho các bạn sơ về những cái ngõ kết nối bên trong này. Và giờ mình tới nói về sâu bên trong của những cái mixer như thế này. Thứ nhất á, là cái combo L1 Pro 8 á, là nó hay là nó cho người dùng chúng ta chọn một số option. Ví dụ là Shure nè, những cái hãng guitar lớn nè, Mistro Sennheiser nè, guitar Ort hay là trống như nè, những cái thương hiệu lớn. Và nó đã tích hợp những cái reset sẵn bên trong này. Việc là chúng ta chỉ cần cắm vào đúng line và chúng ta chọn đúng cái reset đó lôi ra và chúng ta chơi thôi. Và chỉnh vọt. Đấy. Còn đối với con này á thì nó không có điều đó. Nhưng bù lại nó cho chúng ta xử lý chủ động hơn và nó đầy đủ ngõ chơi, thậm chí là hơn. Ví dụ như là nó có compressor trong đó nè. Chạy được hai effect song song với nhau, là vừa reverb vừa echo nè, mình ví dụ như vậy. Nó chạy hai effect song song với nhau nè. Nó rất là hay, limit nữa. Khá là đầy đủ trên một con combo này. Thì combo này thật ra là những cái con như thế này thì những anh chị mà hát tốt nè, hay là đi trình diễn đồ này nọ, thì cái con này nó giúp bổ trợ rất là nhiều cho cái người dùng ở chỗ đó. Combo thì sẽ đơn giản, tối ưu cho gia đình hơn. Đấy, nói chung là nó tùy theo cái gu nghe của mỗi khách hàng sẽ chọn giống nhau nữa. Đó, đó là hai sự khác biệt. Đó. Rồi một cái nữa đó chính là app. Thì hai con này đều giống nhau, là đều có xử lý app hết ở trên mobile, trên mọi nền tảng iPad hay là mobile chúng ta điều khiển được trên nó, mượt như nhau, mình đã test rồi đó, rất là ngon lành, rất là dễ dàng. Còn nói về mà cái reverb với các bạn, thì reverb của cái combo á nó tương đối là nó ngắn và gọn, thật sự là dành cho những ai hát tốt, thật sự là tốt, có luyến lấy, có độ ngân, có hát đúng vị trí âm á, thì hát trên bow rất là tốt, rất là mượt mà. Nhưng nếu mà chúng ta hát mà để cho nó có một sự, một cái giọng nó ra, nó bay bổng á, nó sang hơn á, thì cái Electro Voice nó sẽ làm tốt hơn. Tại vì sao các bạn? Tại vì bow, cái reverb nó không cho chúng ta cân chỉnh được. Và cái time reverb của bow nó rất là ngắn, rất là ít, nên tương đối là gọn á. Đó. Và khi mà chúng ta mở quá nhiều á, nó sẽ rất là dễ gây hú. Và mình muốn mở nhiều đây là gì? Thật ra mình đang muốn mở rộng cái đuôi vọp đi, để cho cái giọng mình nó mịn mới bay, nó liếm qua những cái câu từ mình bị hụt hơi. Nhưng mà nó không làm được điều đó, tại vì nó đã được cố định. Nhưng đối với cái con Electro Voice 30M thì cái vọp nó rất là bay, cực kỳ bay luôn, rất là sang.
và nó rất là dễ hát. Thậm chí là nó có một cái đặc điểm rất là tốt, đó chính là nó có cả compressor trong đây, nên nó giúp cho giọng mình nó thoát rất là nhiều và vợp nó bay nữa, nên khi mà cầm mic lên cảm giác hát rất là nhẹ mà không có sợ hú, tiếng thì rất là mịn mà. Đó, rất là hay chỗ đó. Đó thì đây là sự khác biệt về cái effect thôi. Một con thì sử dụng effect cố định là reverb, một con thì nó sử dụng hai effect song song, và cái reverb time của nó dài hơn so với reverb time của cái combo L1 Pro 8 này. Đó. Ok, thì nhìn chung thì Vũ nói về cái đặc điểm phía sau điện thì con nào cũng xài điện 110 cho đến 220 thôi. Và con nào con ấy thì cũng sản xuất tại China thôi, nên nó cũng không có gì để nói. Về phần vỏ thì hai con này đương nhiên về phần cái mạch power, mạch nguồn công suất thì đương nhiên phải sử dụng bằng cái phần vỏ để tản nhiệt tốt hơn. Nhưng mà nhìn tổng quan thì thật ra cái con này nó nhìn chỉnh chu đúng không bạn? Nó có những cái rãnh tản nhiệt rất là tốt. Mình đã mở cái con loa này ra bên trong rồi, và cái phần mà rãnh như chỗ này nè là hãng bên trong nó không có sơn. Đó, họ chỉnh chu là phần bên trong họ cũng sơn đầy đủ luôn, nhưng riêng cái vị trí mà những cái thanh tản nhiệt ở đây là họ không sơn, vì nếu mà sơn vào nó sẽ giảm đi cái chất lượng tải nhiệt của cái mạch công suất bên trong này lúc mà nó hoạt động liên tục hoặc là nó nóng. Đó, nhưng thật ra cái việc mà nó sơn hay không sơn nó rất là đơn giản, nhưng mà việc là mình phải soi một sản phẩm là mình phải soi tới như vậy thì mình mới biết được. Đó, là sản phẩm nó chất lượng mà mình coi là cái sản phẩm đó là nhà hãng họ đầu tư cái nào và họ có những cái kỹ thuật gì trong cái sản phẩm đó. Về office cũng vậy đâu bạn, nó khá là liền lạc, nó không có vên tới bên lui. Về nước sơn của con này là mình rất là thích, nhưng mà cái video trước Vũ đã chia sẻ với các bạn về nước sơn rồi, chúng ta chọn ai, những khách hàng nào nên chọn nước sơn màu trắng. Thật ra màu trắng thì nó sẽ sang, nó đẹp, những căn nhà nào mà tông tối chúng ta đặt màu trắng vào thì đó là một điểm nhấn trong phòng khách. Nhưng mà ví dụ màu trắng trong nhà trắng thì nhìn nó sẽ sáng đều cả căn nhà, nó không bị tối, không một cái vật nào đó làm bị nổi bật, nó che đi không gian. Thật ra cái việc mà đặt loa màu nào nó cũng rất là quan trọng trong cái căn nhà đó các bạn. Thật ra nếu mà yêu về cái thẩm mỹ nữa thì sẽ ví dụ như là một cái nhà sáng mà chúng ta đặt một cái loa đen vào thì nó sẽ hơi bị đập vào mắt là màu đen đó trước đấy, tại vì trong nguyên cái nhà tông trắng mà các bạn đấy, thì những khách hàng mà không muốn đập vào đó, tại vì khách hàng họ có thể là muốn cái màu đó khi mà bước vào nhà là nhìn vào cái nhà chứ không muốn nhìn vào cái loa, thì chúng ta hãy cho màu trắng để cho tiệp đi, để không phải là cái nổi nhất trong cái căn phòng đó. Đó, một cái cơ bản là chọn màu thôi, nó cũng rất là, nó phải tinh tế trong đó nữa các bạn. Nói về mà Bluetooth đó các bạn, thì Bluetooth giữa hai con này thì mình đã test rồi. Thì cứ phạm vi mà trong vòng 15m cho đến 20m thì lui với một cái đường thẳng thế này thì hai Bluetooth này đáp ứng rất là đẹp. Và không xảy ra sự chập chờn. Trừ khi chúng ta cách một vách tường thì nhiều khi chúng ta đi đến 25m, 30m thì nó mới xảy ra những vấn đề chập chờn. Nhưng đặc biệt khi mà dù có thể xa đến 25 đến 35m, 30m thì cái Bluetooth của hai con này nếu thiết bị chúng ta không di chuyển giữ nguyên một chỗ thì vẫn đáp ứng không chập chờn trong quá trình sử dụng hay là play bài hát. Nhưng mà khi mà sử dụng Bluetooth giữa hai con này ở phạm vi mà trên 20m mà chúng ta di chuyển đi tới lui thì nó vẫn xảy ra hiện tượng chập chờn. Đó là Vũ trải nghiệm rất là nhiều và nên mình chia sẻ cho các bạn. Thì hai con đều như nhau và chất lượng Bluetooth của hai con đều tương đồng với nhau. Mình mong cái video review này chia sẻ cũng tương tầm là đầy đủ so sánh giữa ông Hoàng hiện tại và những nhân vật mới. Thật ra mới cũng không mới lắm các bạn, chẳng qua là không ai review cho các bạn coi và đánh giá những cái sản phẩm mà cụ thể như thế này để chúng ta có một cái góc nhìn khách quan nhất cho từng giải sản phẩm và từng thương hiệu sản phẩm loa trên thị trường hiện nay. Đó, thì Vũ là người review theo cái sở thích của mình, và mình bán sản phẩm gì thì mình cứ chia sẻ hết cho khách hàng, còn quyết định còn lại là do các bạn là những người chọn. Thì hai sản phẩm này Vũ có luôn luôn có sẵn tại showroom, các bạn thể đến hát để tự đánh giá theo quan điểm của mình. Nếu mà đến showroom hát mà đúng theo những cái gì mà Vũ review thì đừng quên quay lại cho Vũ một like và share cho cái video này của Vũ nha. Tổng quan chung về cái clip thì Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn con về cái chất lượng hai con này và những khách hàng nào nên chọn những con này. Thứ nhất á, là về màu sắc thì Bo chỉ có một dạng, đó chính là Pro 8 và chỉ có một màu đen thôi. Nhưng riêng với Electro Void nó có phiên bản màu trắng và màu đen nữa các bạn. Đặc biệt là màu trắng sẽ mắc hơn so với màu đen về nước sơn các bạn, đâu đó trên 2 triệu đồng đó các bạn ha. Và giá thì hai con này nó cũng xem gần gần nhau, cũng hiện tại giá mới của Bo là khoảng 41 triệu rồi đấy, thì các bạn có thể tham khảo về mức giá hả. Rồi, về nói về chất lượng âm thì sao,
Thì những khách hàng mà muốn hài hòa được là nghe nhạc được nè, chơi được nhạc EDM được nè, tiếng bass mềm lực đầy đặn nè, mà sâu tiếng nè, tiếng vẫn chi tiết nè, thì chúng ta có thể chọn Polo 1 Pro 8 vẫn là một cái phương án tốt nhất cho mọi người. Còn đối với những khách hàng mà muốn là mang một cái chất âm nó sang nè, nó chi tiết hơn nè, và cái tiếng bass nó gọn gàng hơn và nó thật tiếng hơn, và tiếng hát nó được thoát và nó dày tiếng hơn, thì chúng ta sẽ chọn Electro Void 30M. Đó, đây là cái Vũ chia sẻ về cái cảm nhận của hai sản phẩm này đưa đến cho mọi người. Tại sao đúng không các bạn? Thì Vũ sẽ cho các bạn coi về đơn cơ bản, các bạn có thể tham khảo cái tham số kỹ thuật của hai con này. Electro Void khi mà đánh ở tầng đánh ở khoảng dưới âm 3 dB thì cái tần số của nó đâu đó là từ 45 cho đến 20 kg, còn đối với Bo thì từ 38 đến 16 kg. Như vậy thì sao các bạn? Thì đương nhiên là độ chi tiết của con này về cái theo dõi tầng tham số kỹ thuật ha thì nó sẽ cao hơn, nhưng mà về cái độ sâu của dãy tầng thấp thì Bo nhỉnh hơn so với con này. Thì như vậy chúng ta biết được đánh giá như vậy của hai cái thông số kỹ thuật thì chúng ta đã biết rồi, thì con này đương nhiên nghe nhạc bass đồ nó sẽ đầy đặn hơn. Hoặc là chúng ta đem ngoài trời phần bass vẫn đáp ứng được cho mọi người, nhưng mà chứ các bạn mà chọn Electro Void 30M mà chúng ta đem ra ngoài trời đánh về nhạc EDM á là không phải sở trường của con này, là nghe đuối hơi và thục hơi liền. Nhưng mà đem ra ngoài trời mà có thể đánh được Pro 8 phần bass nhạc EDM á thì nó sẽ đáp ứng điều đó rất là tốt đó. Còn nếu mà trong nhà mà nghe nhạc sang thì chúng ta có thể chọn Electro 30M, hát khỏe, tiếng sang, nhẹ nhàng thì chúng ta chọn con này. Đó, ok. Như vậy thì Vũ đã chia sẻ xong và chắc là sẽ kết thúc cái video tại đây. Mong cái video này sẽ giúp được nhiều bạn và nhiều khách hàng biết về nhiều sản phẩm, những thương hiệu lớn hơn. Và thật ra cái này cũng rất là nhiều, mình ít người review mà cho những cái quan điểm cho tất cả các bạn xem lắm, nên mình sẽ review cho các bạn xem và các bạn biết nhiều hơn. Các bạn có quan điểm nào và chúng ta có đánh giá gì về hai sản phẩm này, hoặc là chúng ta đã trải nghiệm sản phẩm nào rồi, hãy để lại comment bên dưới và chúng ta cùng thảo luận với nhau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình sẽ làm nhiều video hay hơn, và video tới tiếp là mình sẽ đem hai con này test âm thanh ở ngoài trời cho các bạn cùng xem. Đừng quên bấm đăng ký kênh. Bye bye.